Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính trong ngày hôm nay. MU Đại Thanh Trừng nhắm bộ đôi 150 triệu. MU nhắm máy chạy Serie thay Anthony. Andre Onana công khai từ chối ủng hộ Erik ten Hag và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU Đại Thanh Trừng nhắm bộ đôi 150 triệu. Theo Manchester Evening News, Quỷ Đỏ có thể thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ trong mùa hè năm 2024. Cụ thể, việc thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch là điều cần thiết hơn bao giờ hết đối với MU, vì vậy họ sẵn sàng nên một danh sách cầu thủ có thể ra đi. Tổng cộng có 21 cái tên phải rời Old Trafford, bao gồm Tom Hatton, Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Victor Nenov, Junior Evan, Harry Maguire, Casemiro, Christian Eriksen, Sofian Amrabat, Cote McTominay, Anthony Martial, Marcus Rashford, Anthony, Omari Forsen, Ahmad Diano, Facundo Benici, Donny van der Bech, Hannibal Mebri, Jadon Sancho, Mason Greenwood và Braden Williams. Bên cạnh đó, trao đổi về việc Manchester United muốn bổ nhiệm Jose Fredman từ Cernito Banet làm giám đốc thể thao, ký giả Dino cho biết. Thật thú vị, công cuộc theo đuổi Fredman đang diễn ra trong lúc mà U có để mắt tới một vài cầu thủ chủ chốt của Cernito Banet. Michael Onise và Mark Gugy đang được xác định là những cầu thủ mà họ có thể chiêu mộ vào mùa hè. Mặc dù tôi không tin rằng việc bổ nhiệm và Redman có thể đảm bảo những cầu thủ đó sẽ gia nhập câu lạc bộ, nhưng nó cũng không mang đến tác động tiêu cực. Sẽ rất thú vị để theo dõi công cuộc chuyển nhiệm của MU diễn ra như thế nào từ đây, bởi vì tôi luôn được thông báo rằng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 sẽ là thời điểm then chốt trong việc xác định ai sẽ gặp bến. Họ đã có sẵn danh sách mục tiêu, những nhân vật mới sẽ gia nhập câu lạc bộ và sẽ có cơ hội suy xét về những cái tên đó. Đồng thời đề xuất những mục tiêu của riêng họ, tôi nghĩ Michael Onise và Mark Wehe là những cầu thủ có trình độ tốt để MU nhắm tới và thời điểm mà họ cần phải thực tế hơn về việc mình cần mua ai. Nhưng vài tuần tới tôi cũng mong đợi có những cái tên mới sẽ xuất hiện. MU nhà máy chạy Serie A thay Anthony. Javier Carrascheria đã thể hiện phong độ đỉnh cao từ khi gia nhập Napoli vào tháng 7 năm 2022. Tuyển thủ kheo ra không mất nhiều thời gian để thích nghi với môi trường bóng đá tại Serie A. Anh thậm chí còn đóng vai trò chủ chốt giúp đội chủ sân Diego Amaro Maradona giành chức vô địch quốc nội. Với việc Napoli không có nhiều sự thay đổi trong mùa giải mới, Keria không còn duy trì được màn trình diễn chất lượng. Tuy nhiên, mọi thứ đang dần trở lại quỹ đạo trong những tuần gần đây. Sau 36 lần ra sân trên mọi đấu trường, cầu thủ 23 tuổi đã góp dấu dày và 16 pha lập công cho Napoli. Về thế, Kavica Keria ngày càng được nhận sự quan tâm từ các đội bóng lớn. Bên cạnh Barcelona, Manchester United cũng muốn tham gia vào cuộc giành chữ ký ngôi sao người Gaza. Đội chủ sân Old Trafford đang gặp vấn đề ở vị trí tiền đạo cánh. Ngoài Garnacho, hầu hết những lựa chọn khác đều gặp vấn đề. Do đó, theo Fiza Z, Quỷ Đỏ đang xem xét Karat Kheria như một trong những phương án khả dĩ để giải quyết vấn đề ở nơi khu vực này. Andre Onana công khai từ chối ủng hộ Eric Ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan đã và đang phải chịu áp lực rất lớn trong mùa giải thứ hai tại Old Trafford. Có nhiều lúc tưởng chừng như đã phải sách vani ra đi khi mà U chơi quá tệ hại, nhưng ông lại cùng với đội bóng có những thay đổi đáng kịch tính trong những trận đấu khó khăn nhất. Đến lúc này, việc không đủ điều kiện để tham dự C1 gần như chắc chắn với Quỷ Đỏ và tương lai của Eric Ten Hag lại thêm một lần nữa được đặt bên cạnh những dấu chấm hỏi lớn. Mới đây thủ môn Andre đã nói với Kai Sport rằng: "Hôm nay, hôm qua bạn ra bóng rất tốt, ngày mai bạn ra bóng không tốt và họ sẽ luôn nhớ những gì bạn đã làm lần trước và thật không may bạn đã không thể thay đổi điều đó. Ederson là một huấn luyện viên rất giỏi, tôi không ở đây để ủng hộ ông ấy vì ông ấy đã đủ lớn để tự ủng hộ mình. Ông ấy đã làm được những điều tuyệt vời cho Man United ở mùa trước, trong mùa giải đầu tiên làm việc cùng đội bóng lớn nhất thế giới, nhưng đây là bóng đá và tôi luôn nói rằng bóng đá chỉ là tạm thời." Thực hư vụ PSG chi 75 triệu bảng mua Marcus Marcus Rashford đã gặp khó khăn về mặt phong độ ở mùa giải này và chỉ ghi được 8 bàn thắng sau 38 lần ra sân cho đến nay. Trong khi đó, MU đang tìm cách huy động vốn từ chuyển nhượng thông qua việc bán cầu thủ vào mùa hè này và Rashford sẽ giúp họ thu về một khoản phí không lồ. Theo báo chí Pháp, PSG nằm trong số các câu lạc bộ quan tâm đến Rashford và đang muốn gửi đề nghị trị giá 75 triệu bảng cho thủy thủ Anh vào cuối mùa giải. Đội bóng nước Pháp nhiều khả năng sẽ chia tay Kylian Mbappe theo dạng chuyển nhượng tự do, bởi vậy họ nhắm số 10 của MU để thay thế. Tuy nhiên, tờ The Sun đưa tin PSG khẳng định họ sẽ không đưa ra đề nghị nào dành cho Rashford ở mùa hè này một nguồn tin nói với tờ báo nước Anh. PSG chưa bao giờ quan tâm đến việc ký hợp đồng với Marcus Rashford và với những khó khăn của anh ấy trong và ngoài sân cỏ mùa này, họ không hề quan tâm đến điều đó. Anh ấy sẽ không chuyển đến PSG. Nếu không có gì bất ngờ, anh ấy sẽ tiếp tục chơi cho màu U ở mùa giải tới. Thống kê điên rồ về Man United. Trên sân Vintanity của Bournemouth, màu U tiếp tục cho thấy lối chơi cực kỳ bị tắc trước Bournemouth. Trong 45 phút đầu tiên, đội chủ nhà tung ra 12 cú sút với 5 lần đi bóng trung đích, sau khi màu U chỉ có vặn vẹn 5 pha dứt điểm và một lần hướng tới khung thành. Hệ quả thủ thành Andre Onana phải vào lưới nhặt bóng tới hai lần. mà U may mắn đã không thủng lưới thêm, đồng thời có bàn thắng được ghi do công của Bruno Fernandes dù thế trận nép vế hơn rất nhiều. Sang hiệp 2, thế trận không đổi, song Man United vẫn có bàn gỡ hòa từ cú sút của Kobe một cầu thủ bo mật đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Bruno Fernandes bước lên và hoàn tất cú đúp. Tính riêng trong hiệp 1, mà U đã để đối thủ tung ra tới 12 cú sút và 5 lần đưa bóng đi trung đích, trong khi mà U chỉ có vận vẹn 5 pha dứt điểm và một lần đưa bóng hướng tới khung thành. Sau giờ nghỉ, Bournemouth có thêm 8 lần dứt điểm cầu môn. Thống kê chỉ ra rằng MU đã phải hứng chịu tới 573 cú sút ở ngoại ngành mùa giải này. Đây là thành tích tệ nhất của họ kể từ mùa giải 2023-2024 tới nay. Với một hàng thủ hờ hững như thế, dễ hiểu khi quỷ đỏ để thủng lưới tới 48 bàn kèm hiệu số âm 1. Chỉ tính trong tháng 4, MU đã hứng chịu tới 76 cú sút sau 3 trận ở ngoại hạng đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn thất thế trước Chelsea, River khi cùng nhận về 28 cú sút. Trước bo một thống kê này là 20. Trung bình quỷ đỏ chịu tới 25,3 cú sút trong 3 trận. Trước đó, MU cũng đã đối mặt với 106 cú sút trong 4 trận tính riêng ở tháng 3 vừa qua. Rami Nadal nói cho Kobimeno. Kobimeno là một trong những phát hiện lớn đối với đội bóng của Erik Ten Hag kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm ngoái và cầu thủ 18 tuổi này có thể giành một suất trong đội hình đội tuyển Anh tham dự Euro mùa này. Anh sẽ cần những đồng đội kinh nghiệm để trợ giúp để vươn tới đỉnh cao, nhưng Rex tin rằng những màn trình diễn của Casemiro trong trận hòa 2-2 với trước Bournemouth mới đây cho thấy anh có thể tác động tiêu cực đến sự phát triển của đồng đội trẻ. Đây là quan điểm của tôi với Kobimeno, cậu ấy có mọi thứ cả thế giới dưới chân mình nhưng bạn sẽ cần điều tuyệt vời những hình mẫu tốt để đạt tới đỉnh cao, bạn cần những người mà bạn sẽ ngưỡng mộ và khao khát được nói theo. Và hiện tại Casemiro không nêu gương phù hợp cho cầu thủ trẻ xung quanh mình. Như tôi đã nói, tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng điều đó là chưa đủ. Nếu bạn đang chạy nước rút thì bạn có thể dừng điều đó lại. Chỉ năm cầu thủ MU đảm bảo xuất giá chính mùa tới. Cuộc đua vào top 4 đang nằm ngoài tầm tay MU. Man United cần thực hiện những thay đổi nơi đội hình về chiều sâu lẫn chất lượng Họ cũng đã nộp một danh sách các vị trí cần củng cố từ tháng 9. Trong danh sách ban đầu đó, đội bóng 20 lần vô địch nước Anh tập trung tăng cường sức mạnh ở vị trí hậu vệ phải, trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Khi mùa giải này đang trôi về giai đoạn cuối sẽ không phải là không thực tế khi cho rằng một hậu vệ trái mới cũng có thể được nằm trong tầm ngắm của quỷ đỏ. Diogo Danos đã giành được suất đá chính ở vị trí hậu vệ phải trong vài tháng qua, nhưng sự quan tâm của MU đối với Jeremy Frimpong từ Bayern Leverkusen cho thấy họ vẫn muốn củng cố vị trí đó. Nhìn tổng thể hàng phòng ngự, chỉ có Nissan Martinez được đảm bảo suất đá chính trong đội hình mạnh nhất của Ten Hag ở vị trí trung vệ này trái. Vị trí được giao người Hà Lan phải sử dụng rất nhiều cặp trung vệ khác nhau trong mùa giải này và vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của Rafael Varane hay Neymar Maguire dù đã tiến bộ nhưng vẫn có thể bị bán. Victor Nenov cũng vậy. Đến hàng tiền vệ, mà Úc cần tìm người kế thừa lâu dài cho Casemiro, Kobe Mano đã tự khẳng định mình là cầu thủ không thể thay thế, trong khi Bruno Fernandes vẫn đang được tin tưởng ở vị trí số 10, cùng với vai trò đội trưởng nơi hàng công đã mút Honun là sự lựa chọn hiện tại lẫn tương lai. Ngôi sao người Đan Mạch đã gây ấn tượng mạnh mẽ và dĩ nhiên sẽ là đầu tàu của Man United trong thời gian tới. Ở hai cánh, mọi thứ tại Old Trafford vẫn rất bất ổn. Cánh phải là một vấn đề tồn tại mà Man United chưa giải quyết được dù đã chi đậm cho dây đời Sancho vào năm 2021 hay Antony vào năm 2023. Ganacho là ứng cử viên sáng giá nhất nhưng anh không thể đảm bảo một suất đá chính hàng tuần ở tuổi 19. Mặt cơ phớt cũng phong độ phập phù trong mùa giải này. Ngôi sao người Anh không phải là cầu thủ không thể đụng đến nữa và cũng chưa chắc được giữ vào mùa hè trước sự săn đón của PSG. Như vậy, ngoài thủ môn Andre Onana, các cầu thủ Martinez, Maino, Bruno Fernandes hay Nul sẽ được giữ ở vị trí trong đội hình xuất phát. Phần còn lại của Man United không có gì là chắc chắn cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!